hình như đang có mùi gì đó cứ thùm thùm thôi thôi, và có lẽ tao cũng không biết được đó là mùi gì. À hồi nãy có một cô gái đi qua từ bên trái, có lẽ nào là mùi của cô ấy không? Thôi thì tôi cứ bất chấp hết nói cho cô nghe, đó là mùi hồi nãy tôi đã lắng nghe hồi nãy rồi. Rồi nói cho cô nghe một câu thôi, 1, 2, 3 phát cô đã tát tôi thật là đau.